Hi hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucky Lanton. Và hôm nay mời các bạn cùng mình quay trở lại một cái store mà đã lâu rồi chúng mình không ghé đến, đó là Bull & Bear. Và cùng nhau cập nhật những cái thiết kế mới của nhãn hàng vào cái dịp sau Tết này nha. Trời ơi, vào cái dịp cuối năm trước Tết thì mình muốn đi quay cho các bạn xem, nhưng mà thực sự là mình không thể quay được, cái lượng người đi mua sắm nó quá đông. Tại vì cái nhãn hàng họ sale rất là nhiều những cái chương trình khuyến mãi, ai cũng kéo nhau đi shopping, cho nên là mình không thể quay được cái gì hết. Thì vào thời điểm này thì mình cảm thấy là mọi thứ nó đã bình ổn trở lại ấy, thì cái lượng người đi mua sắm nó cũng giảm đi rất là nhiều. Và những cái nhãn hàng thì họ cũng không còn những cái chương trình đẩy sale rồi là giảm giá khuyến mãi nhiều nữa. Nhìn chung gian hàng của Bull & Bear đợt này thì mình thấy là họ cũng đã có cập nhật một số những cái thiết kế mới. Ví dụ như là một số những cái mẫu áo phao này, rồi là đồ jean, áo thun. Ở đây thì còn có thêm một cái áo măng tô da màu gọi là màu cốm hay là màu xanh rêu gì đấy, nhìn nó cũng khá là bắt mắt. Tuy là những cái thiết kế mới này nó mình thấy là nó không nhiều, hoặc cả nó cũng không quá độc đáo, nó không quá highlight, thì là mình cũng cứ cập nhật để cho các bạn biết nha. Tầm này thì ở Sài Gòn thì đã bắt đầu nóng lại rồi, tuy nhiên là ở những cái vùng khác như là miền Bắc, miền Trung thì vẫn còn khá là lạnh. Có lẽ vì vậy cho nên là mình thấy ở đây cũng có khá nhiều những cái item mà dành cho những cái thời tiết không khí lạnh ấy. Thêm cả một số những cái áo len sợi nữa. Ở đây thì có một cái quần thụng nó đang khá là trend. Đợt này thì mình thấy là họ có cập nhật những cái áo thun và áo hoodie với khá là nhiều những họa tiết mới. Nhìn nó cũng kiểu hơi ạc ạc nghệ thuật một chút đấy. Ví dụ như ở khu vực này thì có những cái áo hoodie với những cái hình in lấy cảm hứng từ tranh của Picasso này, rồi là những cái tranh của nghệ sĩ nổi tiếng khác nữa, mình cũng không biết. Nói chung là đại loại là nhìn nó rất là ạc và nghệ thuật ở đây. Song song đó thì vẫn có những cái áo đầm lưới như thế này. Nói chung là phục vụ cả trong mùa nóng và mùa lạnh luôn ấy các bạn ạ. Nhu cầu mình muốn mua cái gì thì mình mua thôi. Ở đây thì có một cái set đồ thun. Mình thấy khá thích những cái set đồ như thế này. Tại vì nếu mà mình mặc mình không cần phải suy nghĩ xem là mình phải phối với cái gì. Và hơn nữa là nó khá là thoải mái. Ở đây thì mình thấy có một cái quần thụng jean, là mình cảm thấy là cái thiết kế này nó khá là mới và lạ mắt. Ngoài ra thì mình nhìn mình cũng không biết là đồ jean nào, cái nào là mẫu mới, mẫu cũ. Nó cũng không có quá nhiều thay đổi, hoặc cũng không có gì quá nổi bật hết. Có thêm một số những cái loại đầm, rồi là áo lưới. Cái áo lưới này nếu mà mình nhớ không nhầm thì nó cũng không phải là cái item mới lắm, mình cũng đã thấy nó rồi. Ở đây thì có chiếc đầm lưới họa tiết bướm bướm. Đợt này thì mình thấy có cập nhật thêm một số những cái đồ lót, áo bra và quần chip mặc ở bên trong. Nhìn chung thì mình thấy cái kiểu dáng nó cũng rất là xinh, và cái vải nó cũng khá là nhẹ nhàng, mát mẻ, khá là ok. Nhưng mà theo như mình thấy thì tất cả những cái thiết kế mới được cập nhật vào lần này thì nó cũng khá là tiết chế. Nói chung là nó không quá đặc biệt, không quá nổi bật gì hết. Giống như là để dành cho mình đi mặc hàng ngày thôi. Thì mình thấy là nó cũng khá phù hợp với cái tiêu chí của cái thời điểm này ấy. Thì mọi người đều quay trở lại với công việc và học tập, cho nên là về thời trang cũng không cần phải những cái bộ cánh quá nổi bật, quá là highlight các thứ. Chỉ cần những cái trang phục để mặc thường ngày là đã ok rồi. Mình nghĩ là tất cả các nhãn hàng đều đang nhắm đến cái tiêu chí đó để phục vụ cho mọi người á. Ở đây có một đôi sneaker trắng nhìn rất là cưng luôn ấy. Form dáng của nó thì mình thấy kiểu hơi giống bộ Nike, nhưng mà có thêm một sợi dây xích bằng vàng ở bên hông nữa, nhìn cũng khá là điệu ấy. Hope,
Ok, và mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây nha. Hy vọng đã đem lại nhiều thông tin bổ cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Latki London để cùng mình đi đến những địa điểm khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.